Hello everyone, welcome back to my channel. Starts gonna go. Bow Master. Player one, okay. Choose. Fernando. Với Zobi. Okay, let's go. 12 đi. Sai rồi. Cái này tầm khoảng 9 hoặc 10. Xem ta bắn như thế nào. Boom. Oh my god. Trúng bàn chân. Cũng khá là đau. 10 đi. Yeah. Headshot. Boom. Còn số 11. Và tiếp tục vẫn là con số 11. Nếu các bạn tăng lên 12 thì có thể sẽ xảy ngay. Fatality. Fatality. Epic win. Player one, choose. Tiếp đến mình sẽ chọn một anh chàng học sinh. Một anh chàng đang mặc một áo giáp. Áo giáp sắt à? Tiêu diệt bằng lửa nào. 14 thì không tới. Cái này chắc phải tầm 20 rồi. 20 đi. Ok. Để xem anh ta làm gì nữa. Sức công phá của bọn lửa khá là kinh dị. Chưa gì đã gần hết máu của anh ta. Đứng dậy nào và bắn tiếp. Nhảy xuống đây rồi. Đến mình là 21 và 2. Finish him. Boom. Fatality. Anh ta đã bị chơi xém. Hoàn lành nào. Rồi và tiếp tục. My Tom Guran. Ok. Yeah, let's go. Yeah.
believe that. Wow. Let's go. Xem anh ta làm gì đó. Anh ta bay lên trên cao. Wow, rất nhiều những chiếc máy bay. Vâng, rất nhiều cạm bẫy. Phải vượt qua thôi. Yeah, let's go. Yeah, oh my god. Không sao, mỗi con sẽ khỏi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, Bitterball. Survival hay là cam phân đấy. Tiêu diệt hành trang này. Chiu. Như thế này thì với thành công đâu, bởi vì khá là đông và càng ngày tốc độ càng khó. Những chàng này càng ngày bắn càng khỏe luôn. Không biết ai thua ai thắng đây, vẫn thắng. Ok. Tên nhanh như thế này làm sao mà anh ta có thể chống lại được. Bot đâu? Tiêu diệt bot chỉ trong vòng vài giây. Ok. Yeah, anh chàng bot này đã hy sinh. Và tiếp tục. Xem có được chiếc cung không? Được 25 tiền. Một số tiền ít nhất có thể. Wow. So let's go. Chàng nào dám ra ngoài đâu. Okay.
Tiếp tục nào. Two friend. My ticking two friend. Chúng ta là 53. Rồi, và anh ta muốn tắm này. Cô làng này thì muốn gì? Yeah. Tắm hết à? Ở đây chỉ có 3 người tắm. Và chỗ này thì sẽ dành cho cô làng này tắm ở đây đi. Một chiếc bể khác thôi. Tám luôn, chứng tỏ mấy chàng này khá là bẩn thỉu. Đầu anh chàng này dùng kính hiển vi, sorry. Yeah. Thích vẽ tranh, vâng, cho anh ta vẽ tranh. Chơi đồ chơi. Ok, rồi. Và bây giờ tiếp tục, đó là tự nhiên thiên long. Wow, tự nhiên. Đâu vậy? Stand your ground. Bây giờ thì mình sẽ phải tấn công cái cửa này. Khi về thủ, sau đó thì các bạn mới tấn công. Lúc đó thì các bạn sẽ có thế hơn. Đó. Sẽ có thế hơn nhiều. Và phần thắng thuộc về các bạn nhiều hơn. Anh chàng này có vẻ khá là trâu. Sao? Đã thành công. Yeah.
và được thưởng tiền tiếp. Lúc đó thì các bạn sẽ dùng tiền để lật cấp tiếp. Ok, Baby in Yellow. Tựa game này thì các bạn sẽ phải bật wifi lên. Yeah, có wifi và vào thôi. Skip. The Baby in Yellow. Ở đây thì có 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 và ngày 3. Thì các bạn có thể mở những ngày nào và chơi tiếp cũng được. Tại vì nó sẽ cho các bạn chọn. Ở đây Chapter Line 1, Line 2, Line 3. Và bây giờ thì mình sẽ vào Line 3. Ok, let's go. Watch TV on the sofa. Đó là những gì các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ ở đây. Ở bên trái này. Rồi, em bé đang khóc. Và mình sẽ phải thí em bé. Ok. This and glow. Chế tạo ra một món. Làm một món bánh. Bánh mì. Ở đây thì các bạn sẽ mở tủ lạnh ra và kẹp. Đầu tiên đó là phô mai này. Sau đó thì mình sẽ cho hành. Đây là hành tây. Nấm này. Cho xúc xích vào đây. Yeah. Tạo thành một chiếc bánh khá là ngon. Xem còn gì không. Yeah, ok. Chuẩn bị có một chiếc bánh mì khá đẹp. Wow. Freeze me. Hiện ra thứ quái dị gì đây? Oh my god. Chứng tỏ siêu năng lực của em bé này khá là mạnh. Em bé này không biết là ai đây. Hay là Lucifer? Hay là ai? Oh, thử mới biết được. Wow. Có thể là Lucifer rồi. Oh my god. Yeah. Oh my god. Wow. Cậu ta đang cười. Một nụ cười khá là nhan hiểm. Chiếc mắt đã đổi màu. Và chiếc mắt anh nhìn khá là kỳ dị. Mình có thể cảm nhận được đó bằng cách khi nhìn vào chiếc mắt đó thì trên người cảm giác rất là run sợ. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ đọc cho cậu bé ngủ đây. Không biết cậu ta ngủ hay là cậu ta như thế nào đây. Đấy, nhưng những mẩu chuyện kinh dị. Wow. Oh my god. Wow. Get in mind. Wow. Yeah. Stick with. Legacy. And let's this. Cái này đang giới thiệu. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ tiêu. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ phải mua những nông dân để đào vàng, kiếm tiền. Và khi có tiền rồi thì các bạn sẽ mua cho mình những nhân vật bảo vệ cái thành này. Bắt đầu zombie xuất hiện rồi. Một zombie.
attack. Phải về bờ kênh nhau đó ạ. Tiếp tục. Tiêu diệt nhanh không này. Defend. Hãy defend thôi. Tấn công. Boom. Boom. Attack. Không thì sẽ bị tiêu diệt ngay. Có vẻ là khá là khoai. Rồi, lại đi phen tiếp. Ui, khá là đông. Lùi lại lắm. Để cho mấy trang này hồi máu đã. Đi xong. Rồi. Zombie đã bỏ chạy. Yeah, ok. Ở đây thì mình sẽ nâng cấp cho anh chàng này đi. Và nâng cấp sức cây. Let's go. Read đi. Đổi 4. 4 cung tên rồi. Tiêu diệt ngay. Rồi. Defend. Lại thủ thành. Tại vì khi về hồi máu thì các bạn sẽ không bị chảy máu nữa. Rồi, mua thêm một anh chàng này nữa. Bỏ kê nhau. Hotel Chiran. Okay. Bỏ này phải cẩn thận, nếu không thì sẽ bị đai ngay. Không có cái chết gì nào. Okay.
Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.